Rồi, xin chào các bạn nha. Ok, các bạn khỏe không? Hôm nay thì Tony muốn kể một cái câu chuyện về một cái người bạn của Tony. Đây là cái câu chuyện mà cái người bạn thân, câu chuyện thật mà Tony muốn kể cho các bạn nghe đó. Cái lý do đó mà Tony muốn kể câu chuyện này là vì có rất nhiều người tranh luận, bàn cãi với nhau về cái chuyện mà nên đi Mỹ hay ở Việt Nam khi mà có điều kiện, khi mà có giấy tờ. Nếu có cơ hội đi Mỹ thì mình nên đi hay ở lại Việt Nam. Quý vị, các bạn nên nhớ rằng mình là người quyết định. Quyết định này nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến cái cuộc đời sau này của mình và ngay cả tuổi thọ của chính mình. Đó, thì Tony muốn kể cho các bạn nghe cái câu chuyện mà về cái người bạn thân của Tony. Ok, tôi có một cái ông bạn làm chung tại một cái tiệm phở đó, cách đây 20 mấy năm. Thì anh ấy muốn quay về Việt Nam ngay cái ngày đầu tiên mà anh ta đặt chân đến Mỹ. Cho nên thì tôi mới đặt cái tựa đề cho cái clip này là muốn quay về Việt Nam ngay cái ngày đầu tiên đặt chân đến Mỹ. Tôi nhớ là khi mà tôi định cư ở Mỹ vào thập niên 90 đó, thì cái tiểu bang mà nơi tôi ở đó có rất ít là người Việt. Khoảng chừng 10 mấy ngàn người thôi. Mà rồi cái tôi làm ở cái tiệm phở á, khoảng được vài tháng đó, cái tiệm phở nói chung rất là đắt. Vì cái thời gian này đó, nguyên cái tiểu bang này chỉ có 2 hay 3 cái tiệm phở. Thì tổng cộng nhân viên trong cái tiệm khoảng chừng 10 mấy người. Vào weekend đó, thì khoảng chừng 13-14 người. Còn những cái weekdays là cái ngày bình thường khoảng chừng 9-10 người vậy đó. Thì khi mà tôi đi làm ở đó khoảng chừng 1 tháng đó, thì ông bà chủ mới mướn một người, cái người bưng phở mới từ Việt Nam mới sang Mỹ định cư đó. Thì anh ta tên là Phú. Trong vài ngày làm việc đó, thì tôi thấy anh ta buồn lắm. Mỗi khi mà vắng khách đó, thì anh Phú hay đốt một cái điếu thuốc và hút, suy tư theo cái làn khói trắng. Có một ngày nọ thì anh Phú khóc luôn, đôi mắt của anh ta đỏ hoe. Thì tôi lại bàn và tôi ngồi với anh ta và tôi hỏi anh Phú là sao buồn vậy anh? Thì anh ta nói là nhớ Việt Nam quá. Tôi nói thì ôi, ai qua Mỹ mà không nhớ Việt Nam, em cũng nhớ Việt Nam vậy. Anh Phú hỏi tôi đi làm gì ở Việt Nam? Thì tôi nói là em vừa học xong lớp 12 và đi Mỹ. Thì cái thời gian mà rảnh á, thì em phụ gia đình làm nông, làm ruộng á. Thì tôi hỏi anh Phú là quê anh ở đâu và anh làm công việc gì ở Việt Nam. Thì anh Phú cũng là trầm ngâm. Rồi anh Phú nói chiều nay làm xong á, thì anh em mình đi uống cà phê. Thì tôi mới nói là ok. Rồi thì đó, khi mà cái tiệm phở đó mà đóng cửa lúc khoảng 9 giờ tối đó, ngay cái hôm đó luôn, thì tôi và anh Phú đi vào một cái quán cà phê tại cái khu thương mại của người Việt trong cái shop bên đó luôn. Lúc đó thì vào khoảng tôi nhớ là tháng 2, thời tiết giá lạnh, tuyết rơi lất phất ở trên đầu. Nhưng anh Phú thì vẫn là mở toan cái nút áo jacket, cái áo khoác á. Nhìn anh Phú rất là phong trần và bất cần đời. Đấy, thì khi mà vào quán cà phê đó, thì anh em chúng tôi là nồng nặc cái mùi phở vì làm việc mười mấy tiếng đồng hồ trong tiệm phở đó. Thì sau khi mà nhấp một cái ngụm cà phê và hít một hơi thuốc dài đó, thì anh Phú nói như thế này. Anh Phú kể về cái cuộc đời của anh. Rồi, mời các bạn lắng nghe cuộc đời của anh nhé.
Gia đình anh thuộc loại trung lưu ở Việt Nam. Anh 40 tuổi, đã có vợ và hai đứa con. Đứa thứ nhất là 8 tuổi và đứa thứ nhì là 6 tuổi. Nhà anh thì ở Bình Chánh. Ở Việt Nam anh có dịch vụ cho thuê xe cần cẩu ở Việt Nam. Mà chắc Tony biết xe cần cẩu phải không? Ừ, chiếc xe mà người ta cẩu cái này cái nọ đó. Thì thu nhập mỗi tháng ở Việt Nam của anh rất là tốt. Nếu mà tính tiền đô á, là khoảng từ 2.500 cho tới 3.500 một tháng đó. Cuộc sống rất là tốt. Và anh là người chủ của gia đình. Vợ anh chỉ ở nhà chăm con cái và đi chợ búa. Anh có muốn hai công nhân và một người giúp việc nhà. Cuộc sống của anh ở Việt Nam rất thoải mái. Sáng là cà phê cùng bạn bè, chiều tối gặp gỡ bạn bè, đôi lúc thì cũng ăn nhậu vui chơi. Vợ anh thì rất là kính nể và tôn trọng, vì anh rất là giỏi làm ăn và anh làm ra tiền. Bạn bè và người thân á, thì rất kính trọng. Nói chung là cái cuộc sống đối với anh là tuyệt vời. Khi anh nghe vợ anh nói giấy tờ bảo lãnh đã được mở, lúc đó thì anh ruột của vợ anh làm giấy bảo lãnh hình như là 10 năm nay rồi. Anh vợ đã bảo lãnh mẹ vợ anh sang Mỹ vài năm trước đây rồi. Bây giờ thì chuẩn bị làm visa đi phỏng vấn cho vợ chồng anh và hai đứa con. Thì vợ anh nói là hồ sơ đã được mở thì anh thì nói thật với Tony đó, anh không có hứng thú gì đi Mỹ cả. Vì hiện tại đó anh có cuộc sống rất tốt ở Việt Nam. Nhưng gia đình vợ anh hối thúc là phải đi Mỹ. Họ nói là nước Mỹ rất tốt, tốt cho con nít, trường học tốt, bảo hiểm tốt, sức khỏe tốt, nhiều phúc lợi lắm. Lúc đó thì anh chỉ nghe bên vợ nói vậy thôi, thì anh nghe vậy chứ không có cái mạng internet như bây giờ để mà mình tìm hiểu. Gia đình anh lúc đó thì cũng khuyên anh nên đi Mỹ. Nói chung là tất cả bà con anh cũng khuyên đi Mỹ. Thì cái lúc đó là từ mà thập niên 90 mà, đầu năm 90 đó, 90, 91, 92 đó. Thì nói chung là nước Mỹ á, nó nổi tiếng ở Việt Nam lắm. Hầu như là bạn bè mà người nào nói đi Mỹ á, là người ta mừng lắm. Vì á, anh là nghe rất là nhiều người nói đó, qua Mỹ thì học sinh thì được học hành rất là tốt. Và anh thì cũng lưỡng lự trong lúc đó, nửa muốn đi, nửa muốn không đi. Vì nói chung là anh thấy nuối tiếc lắm. Cái cơ sở mà mình tạo dựng ở Việt Nam bây giờ thì lại bỏ hết, tiếc quá, uổng quá. Anh tạo dựng từ những cái giọt mồ hôi của anh, nói thiệt. Vì gia đình của anh á, từ lúc mà mới lập gia đình á, anh không có khá giả đâu. Nhưng mà do anh cố gắng làm, nhờ thêm cái sự may mắn, cho nên anh tương đối rất là thành công ở Việt Nam. Anh nghĩ đó, thì không biết qua Mỹ đó thì mình làm ăn có được như Việt Nam không. Thì lưỡng lự qua lưỡng lự lại, suy nghĩ cũng mấy tuần lễ, thì cuối cùng anh quyết định đi. Anh bán tất cả nhà cửa và cái dịch vụ xe cần cẩu luôn để đi Mỹ. Thì Tony biết sao không? Cái ngày đầu tiên á, mà vừa đáp xuống phi trường Mỹ đó, anh thấy mọi thứ á, nó đều xa lạ với mình. Khi anh rể chở gia đình anh về nhà đó, anh nhớ Việt Nam vô cùng. Vì anh tưởng đâu mình đang ở dưới quê á. Ở trên đường về đó thì anh không thấy ai đi bộ trên đường hết trơn á. Anh không thấy một cái quán cà phê hay cái quán nhậu nào hết. Toàn là xe hơi chạy vun vút trên cái beltway. Hai bên là hàng cây mà cao vút, xanh tươi. Anh không thấy nhà cửa nào hết. Anh tưởng là mình ở dưới quê. Anh phải công nhận, cái lúc đó đó thì anh phải công nhận là nước Mỹ giàu và đường xá rất là rộng. Nhưng mà sao anh thấy nó buồn quá. Anh thấy nhớ Việt Nam thiệt. Không có một quán xá gì bên đường nhộn nhịp giống như kiểu Việt Nam của mình. Cho nên anh buồn, anh buồn rũ rượi luôn.
Thì khi đến nhà anh rể đó, thì trong cái lúc mà ăn uống á, thì cái cách nói chuyện của chị dâu anh á, nói chung là làm anh càng buồn thêm nữa. Anh rể nói câu nào á, thì chị ấy trả treo lại câu đó. Không giống như phụ nữ ở Việt Nam mình. Anh còn nhớ lúc anh và ông anh rể ngồi uống bia đó, thì chị dâu nói á, mà nói như thế này nè: anh uống ít thôi nha, mai còn đi làm nữa đó. Anh rể thì không dám nói câu nào hết, anh rể chỉ nói là anh uống vài chai thôi. Rồi lúc đó đó thì anh thấy không khí mà căng thẳng ngột ngạt quá đó, nên nói giỡn một câu chơi như thế này: ở Việt Nam á, tụi em nhậu á là nhậu tới bến luôn. Rồi má vợ anh mới nói thêm câu là: bên đây phải cài nha con, không có ăn nhậu kiểu Việt Nam được nha. Vợ anh thì lại thêm một câu nữa là: ở Việt Nam á thì đàn ông nào cũng nhậu hết má ơi, có nhiều ông còn nhậu về rồi đánh vợ đánh con nữa. Má vợ tôi nói á như thế này: bên Mỹ á, mà đánh vợ con là ở tù đó. Con có nghe người ta nói những cái thứ tự mà ưu tiên bên Mỹ là như thế nào không? Má nói cho con biết: thứ nhất là trẻ em, thứ hai là phụ nữ, thứ ba là con chó, và cuối cùng là đàn ông. Tôi đi biết sao, đêm đó đó, cái đêm đầu tiên ở nước Mỹ á, mà anh suy nghĩ hoài, có thể anh đã sai lầm khi qua Mỹ. Thiệt, ngay cái đêm đó, đó, ngay cái ngày đầu tiên anh muốn quay về Việt Nam ngay. Anh không biết rồi cuộc đời của anh sẽ ra sao trong những ngày tháng kế tiếp ở nước Mỹ này. Thì ngày sau đó thì ngày thứ hai, ngày thứ ba, rồi bắt đầu thời gian nó trôi qua. Anh có cảm giác hụt hẫng ở nước Mỹ. Anh không thích nước Mỹ, anh nói thật. Anh muốn quay về Việt Nam ngay. Vợ chồng đứa em vợ á, thì sáng thức dậy thì anh để ý á, thì anh thấy họ làm như thế này nè. Sáng nào cũng vậy hết. Họ chuẩn bị cơm nước, gói cơm sáng ha, rồi cơm chiều, rồi họ bỏ vào trong cái hộp mũ á, để ăn trong ngày. Lái xe đi làm từ sáng đến tối mới về nhà. Hai vợ chồng về nhà được chừng 1-2 giờ đồng hồ đó, rồi lại đi ngủ. Và sáng mai tiếp tục cuộc sống như thế, gói cơm, đem vô chỗ làm ăn, đi làm, tối về nhà. Trời, nhìn mà anh em vợ của anh mà chuẩn bị gói cơm và đồ ăn bỏ vào hộp ăn trưa và chiều đó, anh liên tưởng đến sau này không lẽ mình cũng vậy sao. Nói thật chứ ở Việt Nam đó, anh chưa từng ăn cơm nguội như thế. Thèm cái gì á, thì anh ra ngoài tiệm, ngoài quán ăn, rồi cứ ngồi đó mà ăn. Còn ở bên đây anh thấy anh bắt đầu hơi sợ rồi đó. Mặc dù anh chưa đi làm mà anh cũng đã sợ rồi. Nhìn cái cảnh mà anh chị vợ của anh á, gói cơm đi làm như vậy, rồi làm mà sáng tới tối, nói chung là không thấy bình minh, không thấy trưa chiều là gì đó. Anh sợ. Sau đó thì mỗi tuần á, thì anh vợ á, chở đi mấy cái khu chợ Việt Nam á, ăn chơi rồi ăn uống này nọ. Vào những cái ngày mà họ nghỉ đó, tuần hình như là anh nhớ nghỉ có một ngày thôi, họ ốp một ngày à. Đó. Còn cái giờ còn lại của cái ngày nghỉ á, thì anh vợ phải là clean nhà cửa, giặt đồ, rồi cắt cỏ, rồi làm giường, rồi đủ thứ làm việc nhà hết. Tại vì tuần lễ chỉ có cái ngày đó rảnh để làm mấy công việc này thôi, cho nên ảnh rất là bận rộn, cuộc sống rất là bận rộn luôn. Anh nó không có thoải mái giống như Việt Nam, cái đó anh nói thật. Trong cái lúc đó đó anh suy nghĩ như vậy. Thì ở Mỹ được một tháng đó, thì một hôm nọ đó, anh vợ gọi điện thoại về nói chuyện với vợ anh. Vợ anh mở speaker nên anh nghe rất là rõ. Thì anh ấy nói với cái giọng rất là hớn hở và vui vẻ nha: em gái ơi, anh thấy chỗ này người ta cần việc làm nè, em hỏi thằng Phú đi làm không? Vợ tôi nói: tốt lắm, công việc gì vậy anh? Thì anh vợ tôi nói làm thì đi bưng phở. Lúc đó anh nghe cái từ đi bưng phở một cái anh bị sốc ngay lập tức. Trời, anh
anh mà phải đi bưng phở, anh nghe hai từ bưng phở lùng bùng bên tai luôn. Vợ anh thì lúc đó anh nghĩ cũng bị sốc luôn. Anh vợ nói tiếp á, anh vợ nói tiếp là thằng Phú làm không, để anh trả lời cho người ta. Thì vợ anh lúc đó mới đáp là để em nói vậy lại với anh Phú rồi cho anh biết. Thì trong ngày hôm đó đó, vợ anh không có dám hỏi anh có chịu đi bưng phở hay không, vì cái công việc này nó khác xa với những cái gì mà anh đã làm ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì anh là coi như làm chủ, thì không có chuyện mà làm cu li như vậy đâu. Còn anh á, thì anh suy nghĩ là suốt ngày luôn. Lúc đó anh buồn chán lắm, nên anh muốn tìm cái gì đó để làm cho mà nó đỡ buồn. Tại bây giờ đó thì anh không thể về Việt Nam được, vì anh đã bán nhà cửa, bán công ty cần cẩu, nên phải ở đây. Ra sao thì ra, chứ làm sao về Việt Nam được. Nó kỳ lắm. Tối hôm đó thì anh nói với anh vợ anh đó, là anh muốn đi bưng phở. Vợ anh rất là bất ngờ luôn. Cái ngày đầu tiên mà đi làm ở tiệm phở đó, em có biết không, anh ngại đó hả, anh mắc cỡ muốn khóc luôn. Mỗi khi mà anh bưng phở ra cho khách á, là anh ngại, anh không, cái bước chân của anh giống như bị trùng lại vậy đó. Anh không có dám ra mà gặp khách luôn á. Cũng như mình bưng phở á, mà bưng một cái mâm á, là cái có 4-5 tô phở trên đó đó. Trời ơi, anh ra mà anh bưng cho khách, rồi khách mình nhìn thấy cũng sang trọng á, mình thấy trời, tự ái, nó buồn ơi là buồn luôn. Rồi sau đó đó thì bắt đầu anh mới gặp em, và anh và Tony bắt đầu nói chuyện với nhau. Đó, đó là như vậy đó. Cái lúc đó đó thì tôi khoảng chừng 19 tuổi, còn anh Phú thì gần 40. Nên hầu như á, khi mà lắng nghe lời anh ấy nói đó, thì tôi không có biết là khuyên nhủ gì hết, mà chỉ biết là buồn theo cái nỗi buồn của anh ấy. Tôi còn nhỏ quá, lúc đó không có hiểu đời, thì tôi không biết định hướng tương lai của mình là gì, làm sao mà tôi có thể dám khuyên anh Phú nên làm gì. Tôi chỉ nghe và thông cảm cho anh ấy thôi. Anh ấy, nói chung là anh ấy rất là thất vọng khi mà qua Mỹ ngay cái ngày đầu tiên. Anh Phú cảm thấy rằng mình đã quyết định sai lầm khi qua Mỹ, mình tính toán sai. Anh ta buồn và anh ta khóc rất là nhiều trong những ngày mà tôi làm chung với anh Phú ở tiệm phở. Thì cái hoàn cảnh của anh Phú và tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi thì rất là nghèo lúc ở Việt Nam, nên khi qua Mỹ thì tôi rất thích. Mỹ giống như là thiên đường đối với tôi. Còn anh Phú thì thuộc hàng trung lưu ở Việt Nam, nên lúc qua Mỹ đó thì anh ấy cảm thấy hụt hẫng, hối hận và buồn chán. Sau cái cuộc chuyện trò cà phê đêm đó đó, thì chúng tôi rất là thân nhau. Vài tháng sau thì tôi nghỉ làm tại quán phở để mà đi học Community College, là đại học cộng đồng ở bên Mỹ. Thì chúng tôi thì lúc đó rất là thích gặp nhau. Sau một năm hình như là anh Phú cũng nghỉ làm chỗ đó và theo người ta phụ làm về construction, là xây dựng nhà cửa, sửa chữa nhà cửa đó. Lúc này thì vợ chồng anh Phú đã ra ngoài thuê một cái căn hộ apartment để mà ở, chứ không còn ở chung với lại cái người anh của vợ anh nữa. Thì sau đó thì anh ấy cũng thay đổi rất là nhiều cái công việc, như là làm thợ hàn, làm lao công ở trường học, vân vân. Còn chị ấy đó, vợ anh Phú thì đi làm nail, còn hai đứa con thì đi học. Thì các bạn biết không, thời gian trôi qua thì chúng tôi rất là thích gặp nhau. Lần cuối cùng mà tôi gặp anh Phú là tại cái đám cưới con gái út của anh ấy. Anh Phú già đi rất là nhiều nếp nhăn trên gương mặt phong trần từ cái ngày tháng mà những cái ngày tháng lao động vất vả tại đất Mỹ. Để mà lo cho hai đứa con ăn học, hai đứa bây giờ thì đã tốt nghiệp đại học và có việc làm tốt tại đây. Tụi nó đã quên tiếng Việt rất là
ít nói tiếng Việt lắm, chỉ nói là bằng tiếng Anh thôi. Nói tiếng Việt thì rất là ngọng nghịu. Nhìn anh Phú thì tôi thấy phục anh, vì anh đã cố gắng rất nhiều. Từ cái ngày đầu đặt chân đến Mỹ, anh đã muốn quay về Việt Nam. Cho đến hôm nay đó, 20 năm trôi qua, 20 mấy năm, anh đã thành công khi nhìn thấy hai đứa con gái tốt nghiệp đại học Mỹ, có công ăn việc làm tốt và lập gia đình. Còn mà riêng anh nói với tôi là anh không có dư tiền nhiều, mặc dù 20 mấy năm trời làm ở bên Mỹ, chỉ dư chút đỉnh tiền để dành mỗi năm anh về Việt Nam chơi. Vì anh nói là cái lương của anh là khoảng 1.500 mỗi tháng, lương vợ anh thì khoảng 2.500, thì tổng cộng là khoảng 4.000. Cái income của gia đình là 4.000. Thì anh mua nhà lúc mà anh qua Mỹ khoảng được vài năm, rồi anh mua cái kiểu mà trả góp 30 năm á, thì mỗi tháng anh ấy trả khoảng chừng 1.500, cộng thêm cái tiền mà điện nước, đồ ăn uống này nọ, nên không có dư giả. Thì bây giờ anh ta vẫn còn nợ ngân hàng cho cái căn nhà này. Thì thưa quý vị, các bạn, là hiện tại đó, thì anh Phú đã về Việt Nam sống. Lúc anh vừa hình như là 63, 64 tuổi vậy đó, đúng cái tuổi về hưu non của một người ở bên Mỹ. Vợ anh thì vẫn còn làm neo, hình như là vợ anh nghỉ làm neo rồi. Và ở nhà trong nói là anh Phú anh đã về Việt Nam. Thì bây giờ đó, tôi sẽ gọi phone cho anh Phú để hỏi về, mà cũng như mình muốn nhờ anh Phú chia sẻ những cái kinh nghiệm mà 20 mấy năm trời anh ấy đã sống ở Mỹ như thế nào. Ok. Rồi anh Phú. Hello. Chúng tôi đi hả? Lâu quá không gặp ha. Khỏe không chú? Rồi, em chào anh Phú. Em khỏe, cảm ơn anh. Lúc này anh khỏe không? Sài Gòn chắc vui lắm hả anh? Anh thì cũng khỏe. Ở Việt Nam thì vui lắm chú ơi. Lâu lâu thì anh cũng qua Mỹ thăm vợ và con cháu đó vài tuần. Thì anh cũng về Việt Nam à? Dạ rồi. Ở Việt Nam thì anh thấy thoải mái hơn. Tôi đi biết anh mà không ngờ mới đây mà 20 mấy năm rồi hả anh? Hôm nay thì em làm clip nói về mà cái chuyện định cư ở Mỹ đó. Dĩ nhiên thì anh có thể chia sẻ thật lòng á, những cái gì mà anh biết á. Ok, rồi chúng tôi đi muốn nói về điều gì nè? Thì đúng rồi, em thì làm clip về Mỹ cho nên muốn gọi anh để mà hỏi nè. Anh có thể chia sẻ về nước Mỹ, về giá trị cuộc sống hay là những khó khăn khi định cư ở Mỹ. Ok, rồi thì để anh nhắn tắt anh nói như thế này ha, về cái cá nhân anh thôi nha. Thì chúng tôi đi biết là anh sống ở Mỹ là cũng 20 mấy năm. Thì từ một người đàn ông trung lưu ở Việt Nam, anh có công ty và có hoàn cảnh kinh tế khá, khi qua Mỹ thì anh làm lại từ đầu. Đầu tiên thì anh xin nói về cái giá trị cuộc sống. Anh nghĩ là giá trị cuộc sống là cái hay nhất ở Mỹ. Anh thấy ai làm bất cứ cái nghề nào ở Mỹ, như bưng phở như tụi mình ngày xưa đó, hay làm về xây dựng, ngay cả lao công, quét dọn, thì người đó vẫn có thể mua xe hơi chạy được, đủ khả năng để mua xe hơi, và thậm chí có thể mua nhà trả góp để ở. Đúng rồi. Mà cái nhà bên Mỹ thì tôi đi biết phải không? Mình đã biết rồi. Nhà bên Mỹ là nó phải đầy đủ cái tiện nghi trong nhà, nó phải chất lượng, nó phải bảo đảm. Đúng, chính xác. Chứ không phải giống như ở Việt Nam mình mà mình có nhiều tiền rồi mua miếng đất rồi cất vô cái nhà sập sệ ở. Bên Mỹ là cái nhà là phải ra cái nhà, nó phải chất lượng đàng hoàng. Thì cái này rất tốt. Anh nghĩ ở Việt Nam thì một người công nhân bình thường thì có thể suốt đời không mua được nhà, không mua được xe hơi, cái đó sự thật. Đúng rồi. Nói về mà môi trường học hành thì rất tốt. Hai đứa con của anh ngày xưa đó thì từ lúc qua Mỹ nó học miễn phí hoàn toàn cho đến lớp 12 luôn, không đóng tiền trường gì hết,
á, còn cho mượn sách để học. Ngay cả mấy năm đầu tiên á, lúc mà đi học á, thì vợ chồng anh cái thu nhập thấp á, cho nên trường còn cho ăn miễn phí luôn. Đi học á, thì hai đứa con anh nó có xe bus đưa rước mỗi ngày. Xe bus nó chạy lại tới gần cái nhà của mình luôn. Rồi mấy đứa trẻ trong xóm á, bắt đầu ra chỗ đó để mà lên xe bus. Và bận về đó thì xe bus cũng đưa từ trường học về tới cái chỗ mà cái gần nhà mình luôn. Rồi tụi nó chỉ cần đi bộ vô nhà, cái này rất là tốt. Rồi về nói về mà người già, người lớn tuổi cũng rất là tốt, rất là nhiều phúc lợi. Mẹ vợ anh thì lãnh tiền trợ cấp cho người già, một tháng cũng anh nghĩ nghe nói cũng gần cả ngàn đô la đó. Và má vợ anh thì cũng có cái thẻ bảo hiểm y tế để mà đi khám bác sĩ, đi nhà thương, đi bệnh viện miễn phí hết. Nói chung tốt thiệt, ở Mỹ rất là nhiều phúc lợi, cái này anh phải công nhận như vậy. Đối với anh thì nói chung nước Mỹ rất tốt, môi trường rất là sạch sẽ, dạ, đúng thực phẩm và đồ ăn chất lượng, chính xác. Không bị quá chất, giao thông đường xá thì trật tự rộng rãi. Ở Mỹ mấy mươi năm mà anh nói thật á, khi ra đường thì anh không có cảm giác lo sợ gì hết. Anh không có cảm giác mà lo sợ bị giật đồ hay là giật cái phone hay là cái gì đó. Còn cái luật bảo hành gia đình thì rất nghiêm túc. Cái luật này á thì cũng làm cho đàn ông mình bị mất quyền nha. Nói thiệt, hồi lúc ở Việt Nam đó thì chúng tôi đi biết á, trước khi mình đi Mỹ thì anh rất nói lớn tiếng, vợ anh cũng răm rắp nghe theo. Nhưng mà khi qua Mỹ đó thì vợ anh bắt đầu cãi lại dữ lắm nha. Anh thì không dám đánh vợ vì sợ cảnh sát bắt. Cái này nói thiệt, ở bên Mỹ chưa bao giờ anh dám đụng tới bà. Rồi bây giờ thì anh nói về những cái khó khăn thực tế nha, ở nước Mỹ. Theo cá nhân anh đó, thì cái ngày đầu tiên qua Mỹ đó, nói thiệt, anh thấy hụt hẫng và anh muốn quay về Việt Nam liền. Anh nói thật, sau khi anh đi làm ở tiệm phở vài tháng thì anh cảm thấy nước Mỹ phũ phàng quá. Đối với anh á, thì cái lúc đó anh có doanh nghiệp ở Việt Nam, có nhà cửa và tài sản, ăn sung mặc sướng, mọi người nể trọng, có người làm. Nhưng mà khi qua Mỹ đó, anh phải làm công việc thấp hèn như thế. Giấc mơ Mỹ đối với người khác á, có thể đúng tôi bây giờ, nhưng mà còn đối với anh thì anh thấy không đúng. Nói thật với chú Tony đó, là sống ở Mỹ hai mươi mấy năm, anh mới thấy sự thật trần trụi thế nào, cực khổ thế nào. Có nhiều người phải làm hai job, làm đầu tắt mặt tối, làm không thấy ánh mặt trời là gì, để trả bill nhà hay là ăn uống. Phủ phàng quá chú Tony. Đó, đối với anh là như vậy. Tại vì có rất là nhiều người có thể ở bên Mỹ làm cái công việc thấp hèn hai ba job như vậy, rồi gửi tiền về Việt Nam, thì người Việt Nam tưởng đâu ở bên Mỹ rất là giàu có, rất là sung sướng. Nhưng mà theo mà anh nghĩ thì những người Việt Nam nên hiểu cho những cái người Việt ở hải ngoại của chúng ta là đi làm rất là cực khổ đó, để mà dành dụm tiền mà ăn xài đã, mình còn phải rất là tiền tặng khi mà ăn xài ở Mỹ. Cái này sự thật. Bây giờ mà nhìn lại cái khoảng thời gian đó, anh thấy ngán ngẩm thật sự. Anh bắt đầu nói chung là anh bắt đầu lại từ đầu luôn, ngán thiệt chúng tôi đi. Lúc đó đó anh mang qua Mỹ một số tiền mà cũng khá lớn, vì anh đã bán nhà cửa doanh nghiệp ở Việt Nam á, nhưng nó chẳng bao nhiêu so với tiền bên Mỹ. Anh nghĩ có thể anh qua Mỹ lúc đó là 40 tuổi rồi, nên mình không còn cái sự năng động giống như thanh niên tuổi trẻ. Anh chỉ làm công việc chân tay thôi. Nếu qua Mỹ lúc trẻ đó thì anh nghĩ hay hơn, anh sẽ thành công hơn. Lúc trước đó, thì anh hay về Việt Nam chơi mỗi năm. Mỗi lần mà anh về Việt Nam đó thì anh xài 2-3 ngàn đô lần trong một tháng luôn. Đó, đây là chỉ bình thường luôn, vì tiền đô đem về Việt Nam rất là lớn.
Và mình có thể xài rất là nhiều tiền trong một cái thời gian ngắn ở Việt Nam. Nói thật như vậy đi, cái tâm lý là mình cài cả năm trời bên Mỹ. Chúng tôi đi biết không, mình về Việt Nam thì mình xài cho nó sướng. Người ta nói Việt Kiều về Việt Nam xài tiền như nước. Cái này có lẽ đúng thật, nhưng họ không biết ở Mỹ đó, mình phải cài thế nào mới có tiền. Và ở Mỹ ngay cả mình ăn uống mình cũng rất là hà tiện. Mình mua đồ toàn là on sale phải không? Mình lúc ở Mỹ thì mình lại chắc chiêu để dành từng đồng tiền kiếm được về Việt Nam thì xài cho đã. Đó, ở bên Mỹ thì ai cũng hầu như là đợi đồ mà on sale này nọ mình mới đi mua. Dạ đúng anh, đúng chính xác như vậy. Ở Mỹ mấy chục năm, nhưng nói thật với chú Tony thế này, anh không thể hòa nhập với người Mỹ được. Vì tiếng Anh của mình dở quá, anh chỉ biết nghe và nói tiếng bội để đi làm thôi. Nói chung đủ cái số tiếng Anh mà bập bẹ để mình đi làm thôi. Nên mà khi anh 63 tuổi đó, thì anh quyết định về Việt Nam nghỉ hôn. Bây giờ thì con cái anh học ra trường ở Mỹ, có công việc tốt, đã làm gia đình. Anh ở Mỹ anh thấy buồn quá chúng tôi đi. Thôi thì anh về Việt Nam, vì anh còn bà con bên đây, nên anh thấy vui và nó thoải mái hơn. Nói thật, ở Mỹ buồn quá chúng tôi đi. Ai cũng đi làm suốt ngày, nhà nào nhà nấy thì đóng cửa kín mít. Bà con hay bạn bè thì vài tuần gặp nhau một lần, không có chuyện giống như Việt Nam mình. Muốn tập họp, cà phê hay ăn nhậu gì đó đó thì chỉ cần phone một cái là gặp nhau. Anh là người rất là thích bạn bè, thích vui vẻ, nên hai mươi mấy năm sống ở Mỹ quá đủ với anh rồi. Quá đủ rồi chú. Ở Mỹ thời tiết tốt, nhưng mà vào mùa đông thì nó lạnh lẽo quá. Anh thì lại rất là sợ thời tiết lạnh. Nói tóm lại đó, anh được và mất gì khi định cư ở Mỹ trong hai mươi mấy năm qua? Anh đã chia sẻ tất cả, tùy vào quan niệm của mỗi người. Thôi vậy được rồi ha. Bây giờ thì anh chúc chú Tony khỏe nhé, khỏe mạnh nhé. Khi nào có về Việt Nam thì phải ghé thăm anh nha. Dạ, okay. Rồi, bye bye Tony. Cảm ơn anh Phú nha. Thì các bạn thân mến, thì qua cái câu chuyện mà cuộc đời anh Phú đó, thì chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm gì về cuộc sống Mỹ, định cư ở Mỹ, sống ở Mỹ thì chúng ta được gì và mất gì. Tôi biết có nhiều người đi lên từ đáy xã hội. Ở Mỹ thì có nhiều người đi lên từ cái tầng lớp thấp nhất và họ có thể đi lên được. Nhưng hầu hết những người này đó thì họ sang Mỹ khi mà họ còn rất là trẻ, có thể dưới 30 tuổi. Lúc đó thì tuổi trẻ năng động và họ có thể đi học lại, học tiếng Anh lưu loát, nói tiếng Anh lưu loát, thì họ có thể ra trường lấy bằng đại học và làm việc với cái thu nhập rất là cao, gấp mấy lần so với người công nhân bình thường. Những người lao động chân tay thì lương rất là thấp, không phải như làm không phải như những người làm cu li giống như là anh Phú, với đồng lương rất là ít ỏi. Ở Mỹ thì công ty trả lương rất cao cho những người học cao, có bằng cấp, có trình độ. Ví dụ như người có bằng đại học ở Mỹ thì lương của họ có thể gấp 3, gấp 7 lần so với người lao động bình thường. Như là thợ may mặc, công nhân bình thường trong các hãng xưởng. Ví dụ như một cái người công nhân bình thường đi, lương một tháng $1,500, $1,500 đi. Thì cái người mà có bằng đại học 4 năm mới ra trường thì lương có thể là 4,000-5,000 đô một tháng. Và nếu mà sau 10 năm đó thì cái người có bằng đại học có thể lên lương tới 100,000 đô hay là 120,000 đô mỗi năm, là có thể khoảng 10,000-11,000 đô một tháng. Trong khi đó cái người công nhân bình thường làm cu li giống như anh Phú đi thì lương 1,500, 10 năm sau giỏi lắm nó lên là
1700, 1800, 2000 là cùng. Thì đó, người ta nói là, chúng ta hay nghe người ta nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, là cái câu chúng ta thường nghe ông bà ta xưa nay có nói. Nhưng câu này có thể áp dụng được đối với xã hội Việt Nam, vì mình nói tiếng Việt, nhưng mà khi qua Mỹ đó thì cái câu này nó sẽ rất rất là hiếm xảy ra được. Tại vì khi mà chúng ta định cư ở Mỹ, chúng ta nói ngôn ngữ tiếng Anh. Cái đó cho nên nếu mà mình không có biết tiếng Anh lưu loát, mình không có hiểu tiếng Anh, thì mình không có thể nào hiểu rõ tất cả về cái xã hội Mỹ được. Cho nên có nhiều người ở bên Mỹ, người Việt Nam, họ có thể làm chủ 5-7 tiệm nail, tiệm tóc, nhưng hầu hết những người này là mặc dù họ có thể không có bằng đại học, nhưng mà họ đều biết tiếng Anh lưu loát, nói chung là vậy. Thì đối với trường hợp anh Phú qua Mỹ năm 40 tuổi, thì anh Phú bắt đầu từ đáy xã hội Mỹ và không đi lên được, kết thúc cũng bằng đáy xã hội. Nhưng anh vẫn có thể mua nhà, mua xe hơi và có cuộc sống cũng ok ở Mỹ. Thì tôi xin mở ngoặc ở đây á, về những người làm cu li tại Mỹ nhé. Cho dù bạn làm mấy cái công việc thấp hèn, ví dụ như đi cắt cỏ, làm lao công, sửa xe, làm công nhân bình thường đi, thì nếu mà bạn biết tiện tặng thì bạn vẫn có thể mua nhà, mua xe hơi để chạy được. Đây là sự thật ở Mỹ, và đây là một cái hay của chính phủ Mỹ đã tạo cho người dân cái cơ hội để mà mua xe hơi và mua nhà được. Cái này tôi nghĩ rất là hay ở Mỹ. Nếu mà quý vị nào đó mà sang Mỹ định cư giống như anh Phú 20 mấy năm trước, thì tôi khuyên quý vị nên tìm hiểu về cuộc sống Mỹ và người Việt Nam tại đây, để không bị bỡ ngỡ lúc mới qua đây. Quý vị không nên hy vọng quá nhiều vào người thân của mình ở Mỹ. Khi qua Mỹ thì quý vị phải học được cái tính tự lập. Đừng hy vọng rằng người thân của mình sẽ cho mình vài ngàn đô la hay là vài chục ngàn đô la để mà mua nhà này nọ. Tôi nghĩ chuyện này sẽ không xảy ra đâu. Người thân có thể giúp quý vị trong cái thời gian đầu, như dạy học lái xe, chở đi xin việc làm, vân vân. Nếu quý vị nào còn băn khoăn, lo lắng có nên định cư Mỹ hay là không, tôi khuyên quý vị hãy xem câu chuyện cuộc đời của anh Phú rồi quyết định nhé. Đi hay không là do mình. Chúc quý vị một ngày tốt lành, và hy vọng quý vị sẽ lựa chọn được cái hướng đi của riêng mình. Xin chào và hẹn gặp lại.